Hyundai chi mạnh tay xây nhà máy pin xe điện, nhà máy do Hyundai và EO. GI -E đầu tư tại quốc gia Đông Nam Á sẽ cung cấp pin cho các mẫu xe điện của thương hiệu Hyundai. Đây là kết quả của liên doanh sản xuất pin cho ô tô điện do tập đoàn Hyundai Motor và EO. -E Energy Solution thành lập với vốn đầu tư 1,1 tỷ đô la Mỹ. Nhà máy pin đặt tại Indonesia, quốc gia sản xuất Niken lớn nhất thế giới, loại nguyên liệu thu quan trọng để sản xuất pin. Nhà máy dự kiến hoàn thành vào nửa đầu năm 2023 và việc sản xuất pin lithium-ion sẽ bắt đầu một năm sau đó, 2024. Hyundai dự kiến công suất hàng năm của nhà máy khoảng 10 GWh, tương đương với 150.000 bộ pin ô tô cho nền tảng EGMP. Hyundai là nhà sản xuất xe hơi Hàn Quốc với các thương hiệu Hyundai, Kia, Genesis. Riêng IONIQ là mẫu xe xanh đầu tiên của hãng sử dụng nền tảng mô đun xe điện EGMP. Hãng xe Hàn Quốc đang thúc đẩy quá trình định khí hóa các dòng xe của mình nhằm mục đích có được thị phần tốt tại các thị trường Mỹ và châu Âu. Tháng 5 vừa qua, Hyundai đã công bố kế hoạch đầu tư 7,4 tỷ đô la Mỹ vào việc phát triển và sản xuất ô tô điện ở Mỹ từ 2025. Với nhu cầu pin ô tô điện ngày càng tăng trên nhiều thương hiệu xe điện, Hyundai hy vọng sẽ đảm bảo nguồn cung cấp pin lithium-ion ổn định.